Nè, hai người làm cái gì vậy hả? Không thấy sao còn hỏi? Làm theo ý chú Bách muốn đó. Bây giờ tìm hiểu nhau nè, mốt đám cưới có con với nhau luôn. Anh nói cái gì vậy? Người ta hiểu lầm hay sao? Nè, ông nói cái gì? Có dám nói lại không? Có nói gì không dám? Tôi tuyên bố luôn á. Dám hả? Ôi, đơn mà. Cho Pinky một cái gói massage chân nha. Massage chân? Cái đó thì... Cũng được hả? Được. Dạ được, tất nhiên được. Pinky đợi tôi chút xíu nha. Chị chủ đúng là dễ thương. Dạ. Pinky có gặp Quỳnh ở hội thảo du lịch thành phố á. Quỳnh nhờ Pinky xuống dưới đây để test cái dịch vụ gì mà bên homestay nè. Rồi sẵn tiện test luôn cái sự kiên trì của cô em song sinh. Xin lỗi nha. Mấy bữa nay á, Pinky hơi hành chi chút xíu. Chút xíu. Xíu thật. Chút xíu à. Chủ homestay vô cùng chịu khó đáp ứng những yêu cầu khó chịu của khách. Là con Chi. Con Chi nhà mình hả con? Con thì ở đây rồi, thì người trong video tất nhiên là em gái con chứ. Mẹ không ngờ cũng có ngày nhìn thấy con Chi nó cố gắng hết sức vì một việc gì đó. Quà gì của con? Quà của con Chi mà. Ba, con là Chi, không phải là chị Quỳnh. Cái gì? Nói gì tào lao vậy? Con nói thiệt mà. Em con nói đúng đó ba. Con mới là Quỳnh đây. Chi? Quỳnh? Con là Quỳnh. Con là Chi. Thank you.